Lần này thì Sang sẽ tặng đây. Tình của họ là 100 euro theo như lời của Hà Vũ. Hello. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Sang đang đi ra đây là cái chỗ mà cô bé vô gia cư mà tội nghiệp á. Cái gia đình mà cô bé mà có cái tóc cái mũ màu xanh á. Trời ơi, Sang phải giới thiệu như vậy. Khi mà Sang đặt, xin lỗi cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều, Sang đặt tên cho cái tiêu đề của video á là cô bé vô gia cư mà già trước tuổi. Tại sao mà Sang lại đặt như thế? Là tại vì Sang nhìn trực tiếp ở bên ngoài của cô bé, nhìn cô bé rất là tội nghiệp và cô bé rất là em khổ đó, hom hem á, nhìn rất là tội nghiệp luôn. Mà Sang đang đi ra đó là thưa cô chú anh chị và các bạn để xem gia đình có ở đó không, để Sang tặng tiền cho gia đình họ để họ về á. À đây nè, cô bé nhìn thấy Sang từ xa và chạy ra đón Sang. Đây nè, đây, bonjour, ça va toi? Chạy ra kêu Sang từ xa là tại vì cố nhìn Sang thấy từ xa, tại họ di chuyển đó, có lúc thì bên kia, có lúc thì ở cái chỗ mà nhà băng đây nè, mà họ ngồi thì cái xe này nó chắn đi mất tiêu, cho nên là không có thể nào mà nhìn thấy họ ngồi trong trong góc này, lạnh lắm á. Họ ngồi đây thì có ít người đi qua lại lắm. Sao vậy? Bonjour, papa, in leu. Sang xin lỗi, tại vì cái tiêu đề, cái tên của mình đặt cho cô bé thì có thể là có một số cô chú anh chị và các bạn không có thích cái tên mình đặt cho cô bé là cô bé già trước tuổi. Tại mình đặt tên cho cô bé như thế để khi mà ai mà có ủng hộ tiền cho gia đình cô bé thì nói tên của cô bé như vậy thì Sang biết là cái video nào và Sang biết là người nào để Sang mang tiền ra Sang tặng cho gia đình họ thôi ạ. Chứ còn mình không có một cái ý gì khác hay mình bêu xấu người vô gia cư. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm dùm cho Sang. Tất cả mọi cái gì, những cái điều mà tốt đẹp Sang cũng đều làm cho người vô gia cư hết. Khi mà mình đi ra đây á, thứ nhất mình đã cái bỏ cái sự nguy hiểm của mình qua một bên rồi. Và mình ở ngoài trời như thế này, các bạn biết không, nhiệt độ á, là 0 độ, cái lạnh mà cắt da cắt thịt luôn ạ. À. Tại vì mình phải thấy Sang đi làm, Sang thấy những người vô gia cư này á, họ ngồi á, tội nghiệp mà trời lạnh nữa. Cho nên là mình Sang có rất ít là thời gian, khi mà đi làm rồi á, mình được nghỉ còn có 2 ngày à, làm bình thường lại rồi á, được nghỉ ít. Cho nên là cho nên là mình thấy họ ngồi đây tội nghiệp thì mình ra mình quay phim để mình giúp đỡ, còn ai muốn giúp đỡ cho họ thêm thì rất là tốt luôn ạ. Cái đó là tùy lòng hảo tâm của mọi người thôi, chứ Sang không có bao giờ mà ác ý hay đặt điều xấu xa cho họ đâu ạ. Thì cô bé chạy đi ra ngoài kia tìm ba, nhưng mà in bạc tích nó toilet đi. Đây thì các bạn biết không? Nhiệt độ rất là, trời nắng như thế thôi nhưng mà nhiệt độ rất rất là lạnh luôn, rất là lạnh. Họ phải tìm cái chỗ nào có ánh nắng như thế này là họ ngồi để có cái chút ánh nắng vô cho nó đỡ lạnh đó. Mà trên lơ người của họ là mặc rất là nhiều lớp. Đây là cái công việc mưu sinh của gia đình họ luôn. Ở bên Romania không có việc gì cho họ và họ sống khổ vậy đó, họ mới đi qua đây họ sống, họ tìm một cái công việc khác bằng cái cách mà ngồi xin như thế này. Ai hảo tâm thì đi ngang qua giúp cho họ thì họ cảm ơn, còn người nào mà không giúp cho họ họ cũng không phải bắt buộc đâu ạ. Xin chào chị mà. Xin chào Việt Nam. Xin chào chị mà. Việt Nam. Việt Nam. Về. Je suis Việt Nam à? Je suis Việt Nam nhiên. Mà moi Việt Nam. Toi Romani, moi Việt Nam. Romani. Về. Thì đấy, ba của cô bé đi toilet rồi. Hôm nay thì cô bé bỏ cái áo khoác ra và
bỏ cái mũ ra thì nhìn thấy cô bé dễ thương hơn, xinh đẹp hơn, đúng như những gì mà cô chú anh chị và các bạn cũng đã nhận xét. Thì không có ba của cô bé thì lần này á, Sang nói chuyện với họ một chút xíu và Sang trao tiền cho gia đình họ nhé. Cái số tiền mà Sang trao cho gia đình họ ngày hôm nay là Sang nhận của Hà Vũ ở bên Mỹ. Có nói là tặng cho gia đình họ là 100 euro. Gia đình cô bé này là 100 euro đó. Chờ Sang một chút, Sang đang là lấy cái mở cái máy, bỏ cái bao tay ra thì mới mở được cái điện thoại. Ok, Sang nói cho cô bé biết nha. Chú Viang ici anh một chút. Hôm nay tôi ra đây tặng tiền cho gia đình bạn của một người bạn của tôi ở bên Mỹ. Nó không sao. Mulțumim. Da. Vreau și eu puteți și eu acasă la frații mei că mi-e dor de ei, te rog frumos. Cảm ơn vâng, tôi cũng muốn về nhà với anh em của mình vì tôi nhớ Toro xinh đẹp. Dạ. Toro xinh đẹp là người. Toro xinh đẹp là ai vậy? Frații mei. Người anh em của tôi à. Những người anh em của tôi. Bao nhiêu tuổi rồi? Bebe, bebe, bebe. Stă pe stradă și ne ajută. Și cum bine? Cô bé ngại không nói. À, có một lần họ nói với Sang là có một người nào 8 tuổi và một người 5 tuổi. À, thì Sang nhớ là như vậy đó. Cô bé này không biết nói tuổi cho nên là phải quay kêu người mẹ qua đây để nói chuyện. Người bạn của tôi tên là Hà Vũ. Este unul Alin și unul Mădălin. Người đó tặng cho bạn 100 euro. Acea persoană îi dă 100 de euro. Mulțumim. Cảm ơn. Bạn phải nói là cảm ơn nhà tài trợ. Trebuie să spui mulțumesc acasă. Mulțumesc acasă. Cảm ơn cả nhà. Thì Sang ra đây Sang gặp gia đình của họ rồi và Sang xin lỗi là những cái từ Sang dùng cho gia đình cô bé thì có thể làm mất lòng mọi người. Thì Sang xin lỗi mọi người rất là nhiều ha. Lần này thì Sang sẽ tặng đây. Tặng cho gia đình của họ là 100 euro theo như lời của Hà Vũ ha. Và Hà Vũ có gửi cho Sang đây. Chờ Sang một chút, Sang trao cái phần tiền này cho gia đình họ đã. Đấy, hai mẹ con mỗi người một tờ. Thì Sang sẽ đọc cái phần để Sang lục cái giấy tờ ở đây đã. Hà Vũ có gửi cho Sang á là cái số tiền là 254,22 € gửi cho Sang ngày 27 tháng 11 và lúc đó thì Sang đi đi làm, Sang không có đi, à không, lúc đó là Sang bận, Sang đi không có ở Bỉ cho nên là Sang không có ra đây trao tiền cho họ được ngay lập tức. Thì Sang mới ra theo như lời Hà Vũ có ghi cho Sang là 100 euro tặng cho gia đình cô bé này, còn lại tất cả bao nhiêu thì để trao cho gia đình vô gia cư nào tùy duyên mà Sang cảm thấy muốn giúp họ thì Sang giúp.
Vậy Sang thay mặt người vô gia cư ở Bỉ cảm ơn Hà Vũ rất là nhiều, và những cái phần phước mà Sang làm ngày hôm nay Sang xin chia sẻ lại cho Hà Vũ. Xin tất cả bình an và hạnh phúc đến cho gia đình của Hà Vũ. Và Sang cũng xin chia sẻ những cái phần phước mà Sang làm ngày hôm nay cho cô chú, anh chị và các bạn đang xem video Sang Thị Nở. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chú bà cảm ơn. Cảm ơn. Hà Vũ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Thì anh ấy, à đây, anh này và anh tới rồi. À, cô bé nói là có tiền rồi ba ơi. Đấy. Oui, je l'ai déjà donné l'argent. Chú bạc ti u. Chú bạc u. No. À. Et oui, j'ai déjà donné. Toilette. À. Thì đó. Thì coi như là Sang nói cho anh ấy biết nha, để cho anh ấy vui. Đây. À, no, chú bạc avec avec. À, anh không có ở đây, tôi đã trao tiền cho cô bé và mẹ cô bé luôn rồi. Dạ. À, người bạn của tôi tên là Hà Vũ tặng cho bạn 100 euro đấy. Anh có thể nói là cảm ơn Hà Vũ dùm tôi. À, cảm ơn Hà Vũ. No, chú bạc Việt Nam ấy. Cảm ơn Hà Vũ. Hà Vũ. Oui. Ok. Vậy là Sang đã đi ra đây trao tiền cho gia đình họ rồi đó. Thì lần này Sang đi ra đây, Sang có hỏi, lúc nãy có hỏi cô bé là có ăn gì chưa để Sang mua, nhưng mà họ nói họ ăn rồi và bây giờ họ không ăn cái gì hết. Có tiền tặng cho họ là họ mừng rồi. Vậy là thôi, Sang chào gia đình họ và Sang đi công việc của mình đây. Tại chiều nay Sang có chích vaccine cho cái bệnh cảm cúm. Ok, vậy là video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn. Bye bye. Bye bye. Thì khi mà Sang đi ra đây, Sang giúp cho gia đình vô gia cư này, thì lần này con trai của Sang nó đi học rồi cho nên là nó không có ra đây, nó giúp cho Mamon nó quay phim được. Thì Sang tự quay phim đó các bạn, cho nên là trong cái khi mình quay phim thì các bạn sẽ nhìn thấy người vô gia cư nhiều hơn là nhìn thấy Sang. Vậy nha cô chú anh chị và các bạn, mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm.